Vũ khí tiêu diệt máy bay không người lái mới của quân đội Hoa Kỳ là Silly String, tức là bộ truyền phát chuỗi nghiêm ngặt. Quân đội Mỹ đã đưa ra một loại vũ khí mới hiệu quả cao để đánh chặn máy bay không người lái của đối phương khỏi bầu trời. Một thuật ngữ kỹ thuật khó nghe, nhưng những gì hệ thống bảo vệ lực lượng di động làm là nhét một đống lưu kỳ lớn bằng nhựa màu hồng trông giống như Silly String vào mục tiêu được nhắm. Sau khi thử nghiệm thành công, nhóm nghiên cứu kỹ nghệ mới nổi của Ngũ Giác Đài đã hoàn thành việc nghiên cứu một hệ thống chống máy bay không người lái. Có thể bắn ra chuỗi phát sóng vào cánh quạt của máy bay không người lái, đe dọa khiến chúng rơi từ trên không xuống đất với rủi ro thiệt hại tai nạn tối thiểu. Kỹ nghệ hấp dẫn nhưng cực mạnh mẽ được phát triển bởi cơ quan dự án nghiên cứu tân tiến quốc phòng của Ngũ Giác Đài được đưa ra vào năm 2017, để tìm cách hạ gục các máy bay không người lái của đối phương, được phóng ra từ một chiếc xe và được dẫn đường bởi radar, có thể tự động xác định và theo dõi các máy bay không người lái nhỏ. Một khi thiết bị đánh chặn với mục tiêu bay không người lái trong tầm nhìn, nó sẽ phát ra một loạt chuỗi giống như các bộ phát sóng. Chương trình bảo vệ lực lượng di động được thiết kế để đánh bại các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái vào các cơ quan quân sự và các đoàn xe sử dụng máy bay không người lái nhỏ sử dụng radar băng tầng x bảo vệ lực lượng di động tự động phát hiện và xác định các mối đe dọa tiềm ẩn sau đó chọn phương tiện đánh chặn thích hợp để đối phó hệ thống này có một số máy bay không người lái nhỏ khác nhau mà nó có thể gửi đi bao gồm cả máy bay đánh chặn cánh quay và cánh cố định công cụ đánh chặn chính là công cụ bắn các bộ phát sóng để nâng cao công việc làm của các máy bay không người lái toàn bộ quy trình được thiết kế để hoạt động mà không cần sự can thiệp của người vận hành hệ thống cũng có thể khởi động nhiều máy bay đánh chặn để đối phó với một số máy bay không người lái bay đến đồng thời các máy bay đánh chặn có thể được tái sử dụng dapa cho biết là họ muốn cung cấp khả năng phòng thủ bằng máy bay không người lái cho các đoàn xe và các đơn vị di động khác ở những khu vực đông dân, nơi mà vũ khí quân sự thông thường có thể tạo ra quá nhiều nguy cơ thương vong cho thường dân. Các máy bay không người lái đánh chặn hiện tại như Coyote đã được quân đội Mỹ sử dụng mang đầu đạn nổ, trong khi các dự án khác dựa vào các lưới hoặc là đâm sầm vào các máy bay đòi hỏi phải nhắm chính xác hơn. Cơ quan này cũng đã phát triển các loại máy bay chống máy bay không người lái khác không gây nổ và một thiết bị đánh chặn khác giống như một chiếc máy bay nhỏ, nhưng chưa công bố video để ra mắt. Chúng cũng an toàn hơn các biện pháp đối phó với chất nổ. Vấn đề về một máy bay không người lái của đối phương có khả năng được gắn chất nổ khi rơi xuống đất có thể gây thiệt hại cho thường dân là bình thường. Rapper Bunker, nhà phân tích bảo mật của CEO Future cho biết. Nhưng đó là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc bắn súng máy bừa bãi, nhắm mục tiêu vào các máy bay không người lái. Bởi vì khi đối phương sử dụng chất nổ, loại thiết bị đánh chặn này cũng có thể phù hợp cho mục đích sử dụng dân sự, chẳng hạn như bảo vệ phi trường, sân vận động thể thao và các địa điểm dễ bị tấn công khác. Nhưng bunker lưu ý rằng nếu các biện pháp đánh chặn trở nên phổ biến, các biện pháp đối phó sẽ được phát triển ông nói chúng ta có thể thấy một kiểu leo thang mà các máy bay chiến đấu của đối phương bảo vệ máy bay thả bom khỏi máy bay phản công như chúng ta thấy với máy bay có người lái. Jack Walling thuộc tổ chức tư vấn quốc phòng Russie của Vương quốc Anh nói rằng thiết bị đánh chặn bắn phát trực tuyến có vẻ đúng về mặt khái niệm nhưng độ tin cậy và chi phí của hệ thống có thể vẫn còn là vấn đề. Theo quan điểm quân sự, nó chỉ có một chức năng không giống như hầu hết các loại vũ khí nó không thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu khác điều này có thể khiến cho nó không được ưa chuộng ông nói tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu khái niệm cụ thể này được sử dụng rộng rãi trong quân đội khi tiết lộ về hệ thống chống máy bay không người lái mới của mình dapa mô tả nó liên quan đến một trong những thủ công riêng của họ là bắn vào một đám mây gồm những chuỗi mạnh mẽ làm dính các động cơ của máy bay không người lái khác đặc biệt là cánh quạt đột ngột bị cục chặt toàn bộ quy trình được tự động hóa và sử dụng vật liệu tiêu diệt còn gọi là sợi nhựa ít gây ra hoặc là không đe dọa đến con người hoặc là nhà cửa ở mặt đất việc phát triển chính sẽ là thực hiện các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái vào các cơ quan quân sự hoặc là đoàn xe gregory avicola Giám đốc chương trình bảo vệ lực lượng di động tại văn phòng công nghệ chiến thuật của DAPA giải thích: "Vì chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ các tài sản di động nên chương trình đã nhấn mạnh vào các giải pháp có kích thước nhỏ, trọng lượng và sức mạnh. Nhiệm vụ chống máy bay không người lái đã hoàn thành. Nhiệm vụ thành lập của DAPA là phát triển một hệ thống tích hợp có khả năng đánh bại các máy bay không người lái nhỏ tự dẫn đường, tức là những loại không dựa vào bộ thu phóng vô tuyến" hoặc là GPS để hoạt động, tấn công vào một đoàn xe quan trọng đang di chuyển. Nhằm mục đích tạo ra một nền tảng có thể được khai triển từ ở phía sau của các phương tiện quân sự nhỏ, nhưng có tốc độ di chuyển nhanh. Phát triển đối phương từ khoảng cách ít nhất là 1 km, sau đó khai triển một trong số máy bay không người lái đánh chặn của Hoa Kỳ trên tàu để đuổi theo, tăng tốc độ và tăng kích thước các phương tiện bay không người lái. Nếu kỹ nghệ này thường xuyên được chứng minh là cần thiết thì bảo vệ lực lượng di động có thể đi vào lịch sử với một tư cách là một trong những tài sản quân sự rẻ nhất từng được phát triển. Dapa chỉ nhận được 12 triệu mỹ kim vào năm 2020 cho chương trình và thêm 4.3 triệu mỹ kim vào năm 2021. Cơ quan này sẽ không có thêm một nguồn tài trợ trong năm 2022. Báo hiệu báo hiệu sự kết thúc của dự án phát triển. Được ghi nhận, Dynadis là nhà tích hợp hệ thống chính cho bảo vệ lực lượng di động. Chương trình được khai triển cách đây 4 năm đã thể hiện thành công khả năng đánh chặn máy bay không người lái trong các cuộc thử nghiệm gần đây tại căn cứ không quân Eglin, Florida.